Xin chào các bạn, mình đang có mặt ở gian hàng của AeroCool ở triển lãm Computex 2012. Và ở đây chúng ta có một cái thùng máy khá là ngầu, phải nói rất là ngầu. Hôm trước thì mình đã làm một cái thùng máy hình xe tăng. Thì hôm nay chúng ta có thêm một cái thùng máy khác rất là đẹp. Thật ra cái thùng máy gốc thì nằm ở đây. Thì năm ngoái Tinh Tế đã có bài giới thiệu con này rồi, nhưng mà cái bên đây chính là cái phiên bản độ lại của nó, hầm hố hơn. Ở đây chúng ta có một cái nắp có thể kéo lên kéo xuống như thế này. Ở trên nó có một cái lớp, một cái tấm trắng giống như là bị một cái quả tên lửa bắn vô lủng bục lỗ. Bên trong thì chúng ta có cái này, nó giống như là một chiếc xe. Ở bên trong nó là có một cái quạt tản nhiệt ở đây. Đây có thêm một cái quạt nữa có đèn, rất là đẹp. Ở phía trước này chúng ta có một cổng USB 3.0, một cổng 2.0, cổng 3.5 micro và hai USB 2.0. Bên này chúng ta có một cái nút nguồn và nút reset máy. Ở bên này phần nổi bật nhất của nó chính là một khẩu súng được đặt ở bên trái. Thì cái khẩu súng này nó chỉ được làm để trang trí mà thôi, chứ không có bắn chúng ta được. Ở phần này thì chúng ta có thể đặt một cái ổ đĩa quang trong đây, nhưng mà ở đây là người ta đã gỡ ra để mà đặt cái súng này rồi. Ở bên dưới chúng ta sẽ thấy có một cái bảng điều khiển. Bảng điều khiển này nhìn rất là đẹp. Đây là bảng điều khiển cảm ứng, bạn có thể nhấn lên đây, mở khóa và cài đặt một số cái chỉnh tốc độ quạt gì ở đây. Ở bên dưới cái màn hình này chúng ta có thêm hai cái cổng USB 2.0 và hai cái cổng này hình như là cổng âm thanh 3.5 và mic. Vậy là nó có tới hai bộ. Và bên dưới chúng ta có 1, 2, 3 cái hot swap. Cái phiên bản này chỉ được dùng để trang trí ở Computex, cho nên là mình không thể rút nó ra được. Nhưng mà ở bên đây thì mình có thể rút ra cho bạn thấy. Đó, cái này thì được làm bằng nhựa. Chúng ta có 3 ổ hot swap dùng để thay gắn nóng ổ cứng. Một số góc cạnh khác của cái thùng máy này. Ở đằng sau chúng ta còn có một cái anten. Rất là đẹp. Mình rất là thích cái thùng máy này. Xin cảm ơn các bạn.